Chào mừng quý chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì hôm nay mình tiếp tục cung cấp từ vựng cho các bạn. Sau đây là những từ liên quan đến thật hay là thực. Sạch. Sạch có nghĩa là thật hay là thực. Sạch tròi. Sạch tròi có nghĩa là thật sự. Sạch chay. Sạch chay có nghĩa là thực tế. Sạch là thực, chay là tế. Con chay là quốc tế. Sạch chay là thực tế. Rồi bây giờ tình hình thực tế tiếng Quảng Đông là sạch chay tình phong. Thì sạch chay là thực tế, tình phong là tình hình. Cùng nhau đọc lại. Sạch chay tình phong. Sạch chay tình phong, tình hình thực tế. Nhu cầu thực tế. Sạch chay. Suối diêu. Suối diêu là nhu cầu. Suối diêu. Sạch chay thực tế. Cùng nhau đọc lại. Sạch chay suối diêu. Sạch chay suối diêu, nhu cầu thực tế. Hành động thực tế tiếng Quảng Đông là, hành động là hàng tùng. Sạch chay là thực tế. Sạch chay hàng tùng. Cùng nhau đọc lại. Sạch chay hàng tùng. Hành động thực tế. Công dụng thực tế sẽ là sạch chay dùng thù. Dùng thù là công dụng. Cùng nhau đọc lại. Sạch chay dùng thù. Sạch chay dùng thù, công dụng thực tế. Rồi bây giờ cái món đồ thực tế. Sạch chay kê dẹ. Sạch chay kê dẹ, món đồ thực tế. Rồi tới thực gì nữa, thực tập. Thực tập tiếng Quảng Đông là sạch chạp. Sạch chạp là thực tập. Bây giờ nhân viên xã hội thực tập. Cái việc mà nhân viên làm việc xã hội đó, bây giờ thực tập. Sạch chạp, sẽ cúng. Sạch chạp, sẽ cúng. Thì sẽ cúng là nhân viên xã hội, nhân viên phục vụ xã hội á. Sạch chạp sẽ cúng. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Sạch chạp sẽ cúng. Sạch chạp sẽ cúng. Nhân viên xã hội thực tập. Bây giờ bác sĩ thực tập sẽ là, bác sĩ là dí sáng. Thực tập là sạch chạp. Cùng nhau đọc lại. Sạch chạp dí sáng. Sạch chạp dí sáng. Bác sĩ thực tập. Chúng ta muốn nói thực tập cái gì đó thì tiếng Quảng Đông sạch chạp, xong rồi chúng ta nói ra những cái danh từ ở phía sau. Bây giờ cơ hội thực tập. Sạch chạp ký hùi. Sạch chạp ký hùi. Cơ hội thực tập. Ký hùi là cơ hội. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Sạch chạp ký hùi. Sạch chạp ký hùi. Cơ hội thực tập. Rồi bây giờ thực dụng. Thực dụng tiếng Quảng Đông là sạch dùng ha, cái gì đó thực dụng thì là sạch dùng. Thí dụ như là sạch dùng cơ chỉ. Các câu thực dụng, sạch dùng cơ chỉ. Bây giờ diện tích thực dụng. Cái diện tích thực dụng là sạch dùng miền chích. Miền chích là diện tích. Cùng nhau đọc lại. Sạch dùng miền chích. Sạch dùng miền chích là diện tích thực dụng. Thí dụ như chúng ta đi mua nhà thì diện tích thực dụng là bao nhiêu ha? Diện tích xung quanh cái nhà của mình là bao nhiêu, ở ngoài ban công bao nhiêu. Diện tích thực dụng, sạch dùng miền chích. Bây giờ sạch dậu kè. Sạch dậu kè có nghĩa là nhất định có. Sạch dậu kè có nghĩa là nhất định có. Sạch dậu cũng là nhất định có. Sạch dậu. Sạch dậu kè. Cái nào cũng được. Nhất định có. Sạch dậu đồng nghĩa với lại dắt tiền dậu. Dắt tiền là nhất định. Dậu là có. Dách tiền dậu là nhất định có.
cùng nhau đọc lại. Dách tình dậu. Dách tình dậu đồng nghĩa với lại sạch dậu, có nghĩa là nhất định có. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói là nhất định có cơ hội thì nói như thế này: cơ hội là ký vùi, sạch dậu là nhất định có. Cùng nhau đọc lại: sạch dậu ký vùi, sạch dậu ký vùi, nhất định có cơ hội. Hay là chúng ta nói cách này cũng được: nhất định có cơ hội, dách tiền dậu ký vùi. Ký vùi là cơ hội, dách tiền dậu là nhất định có. Cùng nhau đọc lại: dách tiền dậu ký vùi, dách tiền dậu ký vùi đồng nghĩa với lại sạch dậu ký vùi. Chúng ta nói câu nào cũng được, sạch dậu ký vùi hay là dách tiền dậu ký vùi, người ta cũng sẽ hiểu là nhất định có cơ hội. Thí dụ như là nhất định có cơ hội gặp nhau, dách tiền dậu ký vùi kiên miền, chúng ta nhất định có cơ hội gặp nhau, ngọ tì dách tiền dậu ký vùi kiên miền. Thí dụ là như thế. Rồi bây giờ chúng ta muốn hỏi: nhất định có hả? Sạch dậu cà, sạch dậu cà, sạch dậu cà, nhất định có hả? Rồi bây giờ sạch dậu lá, sạch dậu lá, nhất định có mà, sạch dậu lá. Cùng nhau đọc lại: sạch dậu lá, nhất định có mà. Rồi bây giờ tới gì nữa? Thực hiện là sạch gìn. Sạch gìn là thực hiện hay là thực hiện đều được. Cùng nhau đọc lại: sạch gìn, sạch gìn, thực hiện hay là thực hiện. Thực hiện ước mơ, sạch gìn mộng sản, thì mộng sản là ước mơ, sạch gìn là thực hiện. Sạch gìn mộng sản, sạch gìn mộng sản là thực hiện ước mơ. Rồi bây giờ ước mơ thành hiện thực á, thì chúng ta đảo ngược lại nói như thế này: mộng sản sạch gìn, mộng sản sạch gìn, có nghĩa là ước mơ được thực hiện. Thì các bạn lưu ý cho mình ha, mình giải thích lại nè. Bây giờ sạch gìn mộng sản, sạch gìn mộng sản có nghĩa là chúng ta có ước mơ chúng ta đang thực hiện thì gọi là sạch gìn mộng sản, có nghĩa là ước mơ này đang thực hiện ha, chưa có hoàn thành. Rồi khi mà chúng ta đảo ngược vị trí á, mộng sản sạch gìn, mộng sản sạch gìn thì có nghĩa là lúc này ước mơ chúng ta đã thành hiện thực. Mộng sản sạch gìn có nghĩa là cái ước mơ đã được thực hiện. Thì các bạn lưu ý cho mình, cùng nhau đọc lại: mộng sản sạch gìn, mộng sản sạch gìn, ước mơ được thực hiện. Sạch gìn mộng sản, sạch gìn mộng sản, thực hiện ước mơ. Rồi bây giờ từ vựng sạch chất. Sạch chất có nghĩa là thực chất hay là thực chất. Cùng nhau đọc lại: sạch chất, sạch chất là thực chất hay là thực chất. Rồi tiếp tục: thực chất chứng cứ, tiếng Quảng Đông là sạch chất chinh côi, thì sạch chất là thực chất, chinh côi là chứng cứ. Cùng nhau đọc lại: sạch chất chinh côi, sạch chất chinh côi, thật sự chứng cứ. Hay là thực chất hành động, sạch chất hành tùng, sạch chất hành tùng, thực chất hành động. Rồi tiếp tục: thật gì nữa? Thật lực, sạch lực, sạch lực là thật lực. Phe phái thật lực, tiếng Quảng Đông là sạch lực phái. Cùng nhau đọc lại: sạch lực phái, phe phái thật lực. Bây giờ thực hiện hay là thực thi,
sạch xí, sạch xí. Cùng nhau đọc lại, sạch xí. Sạch xí là thực thi, thực hiện. Thực hiện mức lương tối thiểu, tiếng Quảng Đông là sạch xí, chùi tấy, cúng chí. Sạch xí là thực hiện, thực thi. Chùi tấy là thấp nhất. Cúng chí là tiền lương. Chùi tấy cúng chí, mức lương tối thiểu, mức lương thấp nhất. Thì bây giờ mức lương thấp nhất ở Hồng Kông là một tiếng đồng hồ là 37 đô mấy đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại. Sạch xí, chùi tấy cúng chí. Sạch xí, chùi tấy cúng chí. Thực hiện mức lương tối thiểu. Bây giờ cái vật thật người ta gọi là sạch mạch. Cùng nhau đọc lại. Sạch mạch. Sạch mạch là vật thật. Thực hành hay là thi hành, tiếng Quảng Đông là sạch hằng. Sạch là thực, hằng là hành. Sạch hằng là thực hành hay là thi hành đều được. Tới thực gì nữa, thực nghiệm hay là thí nghiệm, tiếng Quảng Đông là sạch dìm. Sạch dìm. Thì sạch là thực, dìm là nghiệm. Sạch dìm là thực nghiệm hay là thí nghiệm. Phòng thí nghiệm người ta gọi là sạch dìm sách. Sách là một cái phòng. Sạch dìm là thí nghiệm. Cùng nhau đọc lại. Sạch dìm sách. Sạch dìm sách là phòng thí nghiệm. Thì nhắc tới phòng thí nghiệm, mình nhớ hồi xưa mình đi học, thì trong cái thời gian thực tập á, cô giáo dạy quá nói là chúng ta không có kết hợp khí hydro với lại khí nitơ. Hai cái khí đó mà gặp lại với nhau thì nó trở thành amoniac. Amoniac là nó hôi mùi nước tiểu, phải không nè? Cho nên không biết có ai đó liến khỉ trộn hai cái khí này vô, chịu không nổi luôn. Rồi, sạch dìm sách là phòng thí nghiệm. Thí nghiệm chứng minh sạch dìm chinh mình. Thì chinh mình là chứng minh, sạch dìm là thí nghiệm. Sạch dìm chinh mình. Sạch dìm chinh mình, thí nghiệm chứng minh. Kết quả thí nghiệm á là sạch dìm kịt cỏ. Sạch dìm kịt cỏ. Kịt cỏ là kết quả. Sạch dìm là thí nghiệm. Cùng nhau đọc lại. Sạch dìm kịt cỏ. Sạch dìm kịt cỏ. Kết quả thí nghiệm. Cho bây giờ tới sạch gì nữa? Sạch hầy. Sạch hầy có nghĩa là nhất định là vậy rồi, sạch hầy. Chúng ta muốn nói nhất định là vậy rồi, sạch hầy. Sạch hầy. Cháu mùm lách hả? Sạch hầy. Nhất định là không có. Nói như thế này, không có là mụ, sạch hầy là nhất định là. Cùng nhau đọc lại. Sạch hầy mụ. Chúng ta muốn nói nhất định là không có. Sạch hầy mụ. Sạch hầy mụ. Nhất định là không có. Rồi nhất định là có. Thì không có trở thành có. Có là dậu. Sạch hầy dậu. Sạch hầy dậu có nghĩa là nhất định là có. Hay là nhất định là như thế. Nhất định là thế. Sạch hầy cẩm. Sạch hầy cẩm. Sạch hầy cẩm. Cẩm có nghĩa là như thế. Thế. Cùng nhau đọc lại. Sạch hầy cẩm. Sạch hầy cẩm. Nhất định là thế. Rồi bây giờ vật thật. Cái vật đó là có thật. Vật thật. Một cái vật thể chúng ta thấy được. Sạch thảy. Sạch thảy là vật thật. Chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta có thể sờ mó. Thì là vật thật. Sạch thảy. Nhất định rồi. Nhất định rồi. Sạch hầy lá.
sạch hay lá nhất định rồi. Là như vậy rồi, sạch hay lá. Rồi bây giờ từ vựng sạch chỉn. Sạch chỉn có nghĩa là thực tiễn hay là thực hành. Cùng nhau đọc lại. Sạch chỉn, sạch chỉn, thực tiễn hay là thực hành. Rồi bây giờ cửa hàng thực thể á, là cái cửa hàng nó có thật. Sạch thảy tim, sạch thảy tim, thì sạch thảy là thực thể, tim là cái cửa hàng. Sạch thảy tim là cái cửa hàng thực thể. Bởi vì thời bây giờ có những cái cửa hàng trên mạng, phải không nào? Những cửa hàng trên mạng. Rồi ngoài ra, những cửa hàng chúng ta mua đồ thì chúng ta phải đi tới cái cửa hàng đó để mua, thì người ta gọi là sạch thảy tim. Còn chúng ta mua đồ ở trên mạng, những cửa hàng đồ ở trên mạng á, thì là mọn sờn tim. Hay đơn giản, người ta gọi là mọn tim. Mọn tim có nghĩa là những cửa hàng ở trên mạng. Thì các bạn cũng lưu ý cho mình. Rồi bây giờ cửa hàng thực thể còn có thể gọi là sạch thảy phu. Phu là phu thẩu. Phu thẩu cũng được gọi là cửa hàng, cái tiệm. Sạch thảy phu là cửa hàng thực thể hay là cái tiệm thực thể. Rồi vàng á, người ta gọi là hoàn cấm. Vàng kim là hoàn cấm, hay đơn giản là vàng. Vàng kim thực thể là sạch thảy hoàn cấm. Sạch thảy hoàn cấm có nghĩa là cái vàng đó chúng ta sờ được, mó được. Sạch thảy hoàn cấm. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay. Thì các bạn cố gắng tham khảo những cái từ liên quan như thế này thì làm cho các bạn sẽ dễ nhớ hơn ha. Mình xin dừng ở đây, luôn chúc cho các bạn có nhiều niềm vui, trân trọng và hẹn gặp. Đó, chào tất cả sáu thầy.